Rồi, ok. Xin chào các bạn. Chào các bạn đến với channel của BBT nha. Hôm nay thì tôi sẽ chế cháo cái con camera hành trình để tôi gắn vào cái nón bảo hiểm nè các bạn. Hồi lúc mà tôi mua cái con Eken H9R này nè các bạn, cái con này nó cho rất là nhiều phụ kiện luôn. Nhưng mà tôi sử dụng không có hết nha các bạn. Thì bữa nay thì dạng như chế cháo chế mình gắn vào cái nón bảo hiểm, để mình có thể mình di chuyển này kia đầu á, mình đi thì nó để nó tiện hơn. Rồi ok, giờ quá trình tôi chế cháo gắn cái camera hành trình lên cái nón bảo hiểm này nè các bạn. Mấy cái này thì nó cũng đơn giản, mình mua mấy cái phụ kiện ở ngoài nó đều có bán hết à. Mấy cái phụ kiện này là phụ kiện gắn nón bảo hiểm của camera hành trình nè các bạn. Mấy cái phụ kiện này nè là nó đều có bán hết. Và cái này là cái này thì tôi lúc mà tôi mua con Eken H9R là nó cho luôn nha các bạn. Rồi giờ tôi chế cháo và tôi gắn cái này. Nó dưới đây nó có một cái miếng keo này mình có thể dán lên cái nón bảo hiểm hoặc cái bề mặt nào bằng phẳng nha các bạn. Nên nón bảo hiểm này nó không có được ấy, nó không có bằng phẳng nên dán không có chắc chắn. Thì giờ tôi chế cháo, tôi khoan và tôi gắn vô cái nón bảo hiểm luôn. Rồi quá trình tôi làm thì tôi chia sẻ cho mọi người nào mà thấy video hữu ích thì nhớ like và đăng ký ủng hộ cho channel BBT nha. Rồi ok mọi người. Đây, cái nón bảo hiểm này giờ là tôi quyết định là tôi gỡ cái kính này ra nha các bạn, nón bảo hiểm cũ. We'll be right back.
hành nha các bạn. Rồi, dính camera vào nữa. Rồi ok mọi người, cái gì là xong rồi mọi người. Cơ bản là tôi đã chế cháo cơ bản gắn vào thành công rồi nha. Đó, nó như vậy nè. Đó, thì mọi người thấy video mà hữu ích nè, giúp được gì cho mọi người thì mọi người nhớ cho channel BBT một like, một đăng ký và nhớ subscribe ủng hộ channel. Bye bye mọi người. Bye bye, bye, bye.